ở bên Mỹ nha, mà củ đậu này đã không? Giống quê Hải Dương nhà mình không? Hải Dương nhà con nó nhiều cái củ đấy lắm luôn á. Sao đấy, nhìn đấy, bà trồng tốt không? Là bà nói 5 đồng một cái này hả bà? Yeah. The four dana, five dana. Yeah. Yeah. Thế bà người Việt Nam bà ở đây lâu chưa? Long time. Ờ nào nha. Đấy, bà trồng tốt chưa? Bà lấy cho con hai chùm này. Đấy, 5 đồng một chùm nha các bạn, 5 đồng một chùm này. Đấy, nhiều mua đây này. Đó. Rồi, nhiều chưa? Đã chưa? Cà rồi dưa không thiếu gì hết đấy. Wow. Bà trồng được bí đấy hả? Nhiều á. Rau muống, rau cải xanh nha các bạn. Đây là chợ trời ở Atlanta đấy. Con lấy bó rau này nữa bà này. Ờ. Cũng của bà luôn à? Đất rau chưa? How much this là... Dạ. Wow, đấy, rau nhiều chưa? Có thể lấy một cái này, một cái này được không? Hay lấy một cái này, một cái này được không? So I just want one because too much. Oh. So one oh. This one and one this one. Okay. Yeah, thank you. Đó, các bạn thấy không? Ở chợ trời của Trôi Trà nhiều không? Đấy, cứ bảo đi đâu xa. Còn lên tốt trên kia là tập bán rất nhiều đồ của Việt Nam mình nhé. Bí, bầu, rồi cái này cái gì ta? Cây này cây gì? À, xả, xả của họ tốt như thế này này, đó. Thôi chào cả nhà nhé. Cho cả nhà một chút xíu ở bên Mỹ. Chúc cả nhà mạnh khỏe.